Hello, chào bạn nha. Hôm nay mình sẽ chơi Tom Friend. Red với lại Sonic Duck. Rồi. Thỏ đang lần chơi à. Ê, cho thanh niên này đi quét rác à. Bạn ơi. Đó. Ồ, Ben buồn ngủ rồi. Cho đi ngủ. Tom cũng buồn ngủ luôn rồi. Mấy thanh niên này hôm nay làm gì ngủ hết với nhau à. À, cho thỏ đi ăn. Đói rồi. Sô-cô-la. Phê chưa này à? Yeah. Tiếp cái nữa. No rồi. Không ăn à, không chịu ăn này, không ăn là phải tát cho vỡ mõm ấy, không chịu ăn à, có ăn không, không ăn này, thôi, nó không ăn thì thôi, không ép nó nữa, rồi cho đi vệ sinh, Ingram muốn chơi bóng này, rồi cho chơi bóng rồi. Nghe là ngồi đu lốp xe. Rồi, nó muốn chơi đàn mà mình lại cho nó chơi điện tử ra rồi. Các cháu đây kìa. À, vẫn không quên được chơi đàn à. Nó chơi luôn. Rất là ngầu. Hay quét tới xong rồi. Cho ra đây thu hoạch cây nhá. Kẹo này. Dứa này. Bông. Rồi mình sẽ trồng lại giống này. Còn hơn 300 túi hạt giống này. Trồng thoải mái. Vẫn ok. Trời tối rồi. Hai thanh niên này ngủ nhiều thật. Ngủ nhiều thật đấy. Từ hôm qua đến trời sáng đến trời tối rồi, chưa biết dậy. Ok. Cho cất mấy đồ chơi bọn nó không chơi đi. Để nó rộng rãi. À, mình sẽ vào chơi bóng với Ginger này một tí nào. Đổi bóng lửa nhá. Rồi. Vẫn vào. Ok. Tăng 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 tăng. Trượt hết với nhau rồi. Rồi, không chơi nữa. Sút vào mấy quả vậy là được rồi. À, mấy thanh niên nói là ngủ. À, cất mấy đồ rồi đi. Chơi xong bừa bãi hết ngoài này rồi. Hai người vẫn đang tưới cây. Cười à. Rồi và sẽ đổ gọn. Đổi quần áo cho tôm mày đi. Đổi bộ đồ ngủ của nó. Nó có bộ đồ ngủ đâu rồi. Tìm bộ đồ ngủ đối với nó. Đây. Cái mũ đây à.
Ok, mình sẽ đội bộ đồ ngủ của nó. Đi ngủ nó hợp lý. Rồi ok, mình sẽ chuyển sang thoát. Ok, đang vào Sonic Duck rồi. À, hôm nay mình sẽ chơi con nhân vật này. Tên nó là cái gì gì đó, không đọc được. Dài quá, khó đọc. Bắn tỏ. Tốc độ lên. Chạy nhanh. Hết rồi. Rồi. Xuống. Nhìn rất là ngầu luôn. À. À, phóng nhanh à. Tốc độ bàn thờ. Đỏ chấm nhá. Xuống à. Trái à. Lên trên. Tiếp tục phát nữa. Bắn tung hết. Ok, mình lại vào hỏi chấm. Xuống. Lên. Là bộ giáp cao bồi. Đù. Hút vỡ cô rồi. Làm lại từ đầu. Đù. Lại nghèo phát nữa. Hàng nhiều không phải lo. Chết lại hồi sinh. Cho đúng cứ đấy rồi em. Bùm hết. Tăng tốc à. Bật quả tốc độ rất nhanh luôn. To thế à? Sao mà run má nó mới kinh chứ. Đùm, trượt rồi. Á đù. Lại nhá. Hàng nhiều hồi sinh thoải mái. Rồi. Bót. Ăn cái màn. History. Dám bắn tiên lửa anh à. Không ăn được đâu. Giật mình. Đá nó.
Ăn con boss này. Chết mày luôn. Why you? You'll pay for this. Ok, giờ mình kết thúc video đây. Xin chào các bạn.